cái phần giải phẫu thì mấy em đã trước đây mấy em đã cũng đã học về cái phần này rồi, mình truyền nay là mình học y học cổ truyền không cần phải này, tại vì mình sẽ không có thi mấy phần này. Thì nguyên nhân thì có hai nguyên nhân cái liệt bẫy trung ương và nguyên nhân liệt bẫy ngoại biên. Liệt bẫy trung ương thì người ta có tổn thương trên não ha, thường gặp ở những cái người bị tai biến mạch máu não, nhưng mà cái triệu chứng của những cái người của người liệt bẫy trung ương á, nó sẽ khác cái triệu chứng của ngoại biên. Ngoại biên thì không có huyết áp cao, không có tổn thương gì trên não hết, mà nó chỉ tổn thương dây thần kinh thôi. Thì các nguyên nhân gây liệt bẫy nè, các nguyên nhân liệt bẫy trung ương thì thường là những cái nguyên nhân gây tổn thương trực tiếp vào não bộ, như là tai biến mạch máu não. Thì những cái người mà đến mấy em đi bệnh viện, mấy em thấy những cái người bị tai biến mạch máu não đột quỵ rồi đó. Sau khi bị tai biến rồi thì người ta để lại cái di chứng là cái mặt người ta bị miệng bị méo đó, hoặc là bị u não, viêm não, áp xe não. Còn nguyên nhân gây liệt dây số 7 ngoại biên thì là do lạnh hay do viêm nhiễm, do chấn thương, do u. Liệt 7 ví dụ như là ngoại biên là như mà hôm nay là mình bình thường, mình không có gì hết. Cái ngày hôm sau mình đi học vô cái các bạn phát hiện bữa nay sao cái miệng của bà méo qua một bên vậy, thì lúc này mới hay. Hoặc là bữa nay tự nhiên mình đi ăn cơm hay là mình uống nước cái mình thấy nước nó chảy qua một bên thì lúc này mình mới phát hiện. Chứ nhiều khi mình bị méo miệng mà mình cũng không hay, mà do một cái người khác phát hiện ra. Hoặc là khi mà sanh đó, em bé mà khi sanh ra và bị can thiệp một số cái dụng cụ mà để sanh khó đó, phọt xếp hoặc là kéo gì đó, thì nó sẽ bị tổn thương ngay chỗ dây 7, thì em bé sẽ ra về cái mặt đó, bị méo một bên ha, cái miệng bị méo đó. Thì ở đây mình á, chủ yếu là mình học cái bài này á, là mình học liệt bẫy ngoại biên, tại vì mình điều trị thường trong cái liệt bẫy ngoại biên mà mình áp dụng do so bóp dây ấn huyệt châm cứu thì rất là kết quả rất là hay. Ở nên là ngoài cái điều trị bằng tây y thì mình kết hợp vô. Hoặc là khi bệnh nhân mà đến với mình thì mình xác định đây là liệt bẫy ngoại biên rồi, thì mình sẽ kết hợp cho bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân đi châm cứu thêm rất là hay. Thì nguyên nhân do lạnh ta còn gọi là liệt beo đó. Liệt beo là mắt nhắm không kính nè, mắt nếp nhăn mũi má nè, nhân chung bị kéo về bên lạnh. Do lạnh là gói loạn tuần hoàn vi mạch ở vùng kênh pha lo nè, do hiện tượng miễn dịch dị ứng do virus, do viêm nhiễm, viêm đa nhân dây thần kinh sọ não, viêm đa rễ và dây thần kinh, viêm màng não, viêm dây thần kinh 7 do bệnh phong, viêm tai, xương chẩm, viêm tiếng, nước bọt mang tai, zona, hạch gói. Thì đây là một số cái hình ảnh bị liệt bẫy ngoại biên nè. Thì mấy em thấy là cái miệng người ta bị méo nè, mắt thì nhắm không kính. Bên đây thì hí bên đây thì to nè, khi mà kêu mình khám á, thì mình kêu cái bệnh nhân người ta nhăn trán lên đây, nhăn trán lên. Nhíu mày nhăn trán thì mình thấy ở trên cái vùng trán này người ta mất cái nếp nhăn này. Mình nhìn dày là mình biết cái người này bị liệt bên đây nè. Được chưa? Bên đây là bên lành. Chứ mình đừng có nhìn thấy như vậy cái mình xác định không đúng, người ta bị bên trái, mình nói bên phải, bên trái thì lúc này mình sẽ điều trị sai. Khi mà liệt bẫy ngoài biên là chủ yếu mấy em khám ở trên lâm sàng. Chứ mình không có làm cái cận lâm sàng nào hết trơn á. Mà khi mình khám trên lâm sàng mà mình xác định sai thì rồi, ví dụ người ta chỉ là liệt bẫy ngoại biên thôi mà mấy em khám không biết, cái mình nói rồi cái trường hợp này u não gì, mình chuyển lên tới tuyến trên, mình chưa kêu đi lên thành phố này nọ để chụp CT rồi này nọ là sai, người ta sẽ cười mình đó. Thì khi mình khám thì mình kêu người nhăn và nhíu mày rồi thì mình thấy cái ở bên này nó sẽ mắc, bên bị bệnh nó sẽ mắc nè. Và khi kêu bệnh nhân nhắm mắt lại thì một bên này nè, con mắt người ta mở, một bên nhắm nè, bên lành thì mắt nó sẽ nhắm, còn bên bệnh á thì mắt nó sẽ mở to ra, nó không hề nhắm lại. Kêu bệnh nhân hút sáo hoặc vào phùng má lên thì mình thấy là nó sẽ lọt về bên lành. Và khi chẩn đoán liệt bẫy ngoại biên thì phải xác định cho tôi được là liệt bẫy ngoại biên phải hoặc là liệt bẫy ngoại biên trái. Chứ bạn nào mà bác sĩ nào mà ghi liệt bẫy ngoại biên không, vậy là người ta cười liền, là mình chả biết gì hết. Phải ghi được là phải trái. Hoặc là liệt nửa người thì cũng phải liệt nửa người trái hay phải. Thì mình phải xác định được nguyên nhân do lạnh thì mình điều trị khác. Nguyên nhân do virus thì điều trị khác. Do chấn thương sọ não gây vỡ xương đá, do phẫu thuật, đặc biệt là sau mổ viêm tai xương chẩm, phẫu thuật hoặc xếp sai kỹ thuật. Đó, thì nguyên nhân liệt bẫy này là không phải do lạnh mà là do chấn thương. Do u gốc cầu tiểu não, u dây thần kinh số 8 nè, u ác tính nền sọ là ung thư vòm lan lên nền sọ. Bệnh nhân nam 40 tuổi liệt mặt sau phẫu thuật u dây 8, thì triệu chứng lâm sàng liệt bẫy ngoại biên. Thì khám khi bệnh nhân nghỉ ngơi,
khám khi bệnh nhân làm một số động tác. Thì trong cái liệt 7 á, thì khi mấy em khám á, thì mấy em kêu bệnh nhân làm một số cái động tác như là nhắm mắt nè, rồi mở mắt nè, nhân trán nè, rồi phùng má lên, bệnh nhân huýt sáo thì mình sẽ phát hiện rõ. Và khi mấy em làm bệnh án hoặc là khi mấy em viết bệnh án thì mấy em sẽ ghi lọt về nhân trung, lọt về bên phải hoặc là bên trái, chứ mấy em ghi lọt về bên lành là ta biết ngay là cái bạn này không biết gì rồi. Bạn này đang viết lý thuyết nè, đang đi chép bài ở đâu ra nè. Thì quan sát bệnh nhân lúc nghỉ, mắt bên liệt như rộng ra, kém linh hoạt, lông mày như xệ xuống. Miệng thì nhân trung méo về bên lành, phé miệng như hé mở, gánh mũi má nếp nhân trán bên liệt mờ hoặc mắt. Mình nhìn trên màn hình nè, thì gánh mũi đây là mắt nè, còn bên đây cái gánh mũi là còn nè. Quan sát bệnh nhân khi làm động tác mắt dấu sạc lơ beo dương tính. Nhắm mắt nhưng mà bên lành là người ta nhắm nè, không có bị liệt thì mắt thích nè. Còn đây là mấy em thấy mở nè, mở cho cháu nè, thấy chưa? Miệng nè, bệnh nhân không chụm miệng, thổi lửa, không huýt sáo, không xúc miệng được, ăn uống rơi vãi bên liệt, có hiện tượng lợp lưỡi giả tạo, miệng méo. Khi mà người ta đi điều trị bệnh á, cái miệng người ta méo qua một bên vậy nè, con mắt người ta không nhắm kính là mắt mở cho cháu nè, rồi đi chợ đi ra ngoài đường cái miệng méo xẹo vậy nè, thì ai cũng thấy. Và khi đến chăm cứu được dài mà thời gian điều trị chăm bằng chăm cứu á, thì người ta cái miệng người ta tròn trở lại bình thường, mắt người ta nhắm lại thì ai cũng thấy điều đó. Và nếu mấy em áp dụng được cái chuyện đó, mấy em làm được thì mấy em nổi tiếng rất nhanh. Không phải chăm có một lần hai lần đâu, thường trung bình 14 ngày thì mới có kết quả. Chứ không phải là mới làm có 2-3 ngày ta thấy miệng ta méo, ta sợ quá, ta bị chạy đi bác sĩ khác hoặc là đi nơi khác, vừa tốn tiền mất tật mang không hết. Rồi bệnh nhân nhân trán mờ cái nếp nhân trán, tìm cái phản xạ mũi mi, dấu hiệu cơ da của ba bên kia. Rồi đây là những cái hình mà mấy em nhìn thấy không, mắt một bên nhắm kính, một bên mở nè. Rồi trong cái trường hợp liệt mặt cả hai bên thì không mắt cân đối vẻ mặt, người bệnh như vô cảm, sạc lơ beo dương tính hai bên, liệt mặt biến chứng thành co cứng, thường có hiện tượng giật cơ bên liệt, miệng và nhân trung lọt về bên liệt, dấu hiệu sạc lơ beo dương tính hoặc là suýt dương tính bên liệt. Triệu chứng lâm sàng của liệt 7 trung ương, vị trí tổn thương từ nhân trở lên không bao gồm nhân, địa điểm là mất cân đối vẻ mặt nhưng thường kín đáo, chỉ liệt rõ phần dưới của mặt, dấu hiệu sạc lơ beo âm tính, thường kèm theo liệt nửa người cùng bên. Mất cân đối vẻ mặt nhưng thường kín đáo, chỉ liệt rõ phần dưới của mặt. Cái mặt người ta sẽ không có nhăn trán ở trên, không có bị mất, nhớ chưa? Nó chỉ liệt cái phần dưới thôi, đó là để phân biệt. Rồi chẩn đoán xác định nè, liệt 7 trung ương, liệt 7 ngoại biên, và chẩn đoán được cái vị trí tổn thương. Chẩn đoán vị trí tổn thương thì tổn thương tại nhân thì ở cầu não, tổn thương dây 7 ở góc cầu tiểu não, tổn thương dây trong ống tay trong, tổn thương đoạn từ góc cầu não đến tiểu não tới hạch gối, tổn thương tại hạch gối. Nguyên tắc điều trị thì điều trị theo nguyên tắc nguyên nhân. Nếu xác định được nguyên nhân thì hồi nãy mình đưa ra rất là nhiều nguyên nhân, ở đây thì mình sẽ điều trị trong cái liệt 7 ngoại biên. Thì điều trị liệt 7 ngoại biên do lạnh nè, thì bảo vệ mắt cho bệnh nhân thật tốt, một bên nhắm một bên mở, mình kêu nhắm mắt lên thì một bên người ta không nhắm được thì nó dễ bị khô cái giác mạc, thì mình sẽ cho cái người này sao phải thường hay đeo kiếm nè, và lúc ngủ thì phải lấy một cái miếng cái vải sạch á, cái băng á, đậy cái phần mắt lại để cho nó đừng có khô mắt, và sử dụng nước muối á, sinh lý đó, chứ không có phải là cần phải sử dụng thuốc nhỏ mắt gì cả. Rồi cho các thuốc điều hòa vi mạch, corticoid cần dùng càng sớm càng tốt. Nếu mà một cái bệnh nhân người ta vô với mình liệt 7 ngoại biên thì mình điều trị thuốc đó là kháng viêm, đó là cái loại corticoid, đó dùng cái loại hay nhất là prednisolone, là 1mg trên kg mà điều trị liên tục trong 7 ngày, rồi mình giảm lần lần, mỗi ngày mình giảm 5mg. Thực tế cái người đến với mình liệt 7 ngoại biên mà trong thời gian 3 ngày đầu thì mấy em áp dụng cái corticoid này, cái prednisolone này, thì nó sẽ có tác dụng hữu hiệu hơn, và nó sau này nó sẽ tránh được cái biến chứng về sau. Mấy em có những người ta liệt 7 ngoài biên, người ta điều trị cho mình một thời gian sau, 2-3 năm sau, có người vài tháng sau người ta trở lại, người ta méo miệng giống vậy nữa, thì đó là để lại có cái biến chứng về sau. Liệt 7 ngoại biên này nguyên nhân do cái virus adbest simplex á, thủy đậu rồi đó, thì nguyên nhân đó thì mình sẽ điều trị bằng cái loại kháng virus acylovir. Về các cái vitamin B1, B6, B12 thì đó là những cái loại để hỗ trợ thôi. Rồi thuốc tăng tái tạo, Biemelin nè,
rồi vệ sinh răng miệng tốt, giữ ấm dùng mặt, kết hợp phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Cô hồi xưa giờ cô chưa thấy trường hợp nào mà đến với cô hoặc là được bác sĩ điều trị đúng phương pháp vậy mà không hết. Thì y học cổ truyền khi mà nói về liệt bảy ngoại biên thì người ta có cái tên gọi là khẩu nhãn hoa tà. Thì cái nguyên nhân cơ chế bệnh nè, bên y học cổ truyền thì như thế nào? Liệt bảy ngoại biên thì do hàn, do phong nhiệt xâm nhập và huyết ứ ở các kinh dương, ở mặt, làm cho sự lưu thông của kinh khí mất bình thường, khí huyết không thông điều hòa, kinh cân thiếu dinh dưỡng, không co lại được gây nên. Đây là do phong hàn nè, phong nhiệt. Thì cô đã nói đi nói lại rồi hoài, khi mình học y học cổ truyền, khi mà người ta nói tới hàn là mình biết là lạnh, nói tới nhiệt là nóng. Thì khi mà bệnh nhân do hàn thì mình ngoài cái châm cứu xăm không thì mình có thể kết hợp gì bằng cứu nữa, tại vì đây là bệnh nhân này, nguyên nhân này do lạnh đó, thì mình sẽ kết hợp với cứu và dùng cái thuốc thuốc ấm, thuốc nhiệt để điều trị cho cái người bị hàn. Còn cái người mà bị nhiệt thì người ta nóng thì mình sẽ dùng thuốc mát đó. Thì nguyên nhân ở đây là do hàn và do nhiệt, hai cái nguyên nhân. Rồi các cái thể bệnh và điều trị liệt dây thần kinh bảy ngoại biên, liệt dây thần kinh bảy ngoại biên mà cái thể phong hàn, cái triệu chứng nè, triệu chứng liệt bảy ngoại biên thể phong hàn thường gặp sau khi mà gặp mưa gió lạnh đột ngột ha, đột nhiên thấy miệng méo, mắt nhắm không kính, uống nước trào ra không quýt sáo được, nhân chung lệch sang bên lành, mắt nếp nhăn bên trên trán, gãnh mũi má bên liệt mờ, toàn thân sợ gió sợ lạnh, riêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù. Thì kỳ rồi cô đã nhắc các em rồi, mạch phù là gì? Khi mình đặt bắt ba vào, vừa để vào mạch thì nghe liền, nghe vào cái dùng da thì nghe liền thì gọi là mạch phù. Còn mình ấn xuống ra tới xương mới nghe thì gọi là mạch trầm. Rồi cách điều trị là phu phong tháng, tán hàng, thông kinh hoạt lạc. Rồi châm các huyệt nào, cứu các huyệt nào, châm cứu nè, châm tả, ôn châm hoặc là cứu các huyệt. Thoảng trúc xiên tình minh, ti trúc không, dương bạch xiên ngư yêu, thừa khắp đồng tử liêu, nghinh hương địa thương, nhân chung hợp cốc. Đây mấy em thấy nè, tất cả những nó nằm ở trên đầu mặt hoặc là do cảm cúm thì đều có cái quyệt hợp cốc, chứ cái miệng nó đâu có nằm dưới tay đâu, mà sao người ta châm ở dưới tay nè. Đây, hợp cốc là cái quyệt hội, cái quyệt chánh để châm. Khi mà mình điều trị, tất cả những cái gì nằm trên đầu mặt đều phải có quyệt hợp cốc. Mà mình châm, mình có thể hướng dẫn, mình biết quyệt, mình châm ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho cái người bệnh á, người nhà của bệnh nhân về nhà, à đây có cái quyệt này nè, vị trí nằm ở đây nè, bà dây bà bấm như thế nào. Tại vì khi bệnh nhân đến với mình thì chỉ đến có một lần vào buổi sáng thôi, mình châm chỉ có một lần thôi. Thì về nhà, bệnh nhân này điều trị ngoại trú, người ta về nhà, người ta ở nhà nguyên một ngày, nguyên một đêm 12 tiếng đồng hồ nữa mà mấy em không làm một cái động tác gì hết thì nó sẽ chậm. Thì lúc này mỗi ngày châm một lần từ 20 đến đợt điều trị 7 đến 10 ngày chưa khỏi. Nếu mà bệnh nhân mình châm 10 ngày mình thấy chưa khỏi thì nghỉ 2 đến 3 ngày rồi châm đợt tiếp kết hợp với xoa bóp thủy châm. Thì ở đây người ta có ghi thủy châm nhưng mà bây giờ không có khuyến cáo cái vụ cần thủy châm nữa, mà trong cái liệt bảy ngoại biên này, trong liệt bảy này biên hay nhất là mấy em là châm bằng cây kim, rồi mình kết hợp cứu bằng cái củ gừng thì so bóp thêm. Thủy châm là mình dùng cái thuốc vitamin 3B, B1, B6, 12 gì đó ha, rồi cái mình mới tiêm vào ngay cái vị trí huyệt á thì ta gọi là thủy châm. Rồi kết hợp thêm nếu người ta đến trong tuần đầu á, chứ còn lâu quá rồi, mấy tuần rồi, cả tháng 2 tháng rồi thì mình không cho nữa. Mình cho mục đích cho retinoid để làm gì? Để làm ngừa cái biến chứng. Đã có những người liệt bảy thì vài tuần hoặc là vài năm sau người ta trở lại, người ta liệt y hệt như vậy thì có nghĩa là người ta có để lại cái biến chứng đó, thì mới điều trị cái retinoid để phòng ngừa cái đó. Thì trong cái củ gừng mình ở đây mình chọn cứu bằng củ gừng, tại vì trong cái củ gừng nó có tinh dầu ha, cái tính của nó là tính ôn ấm. Thì người này bị lạnh mà mình lấy cái thuốc ôn ấm mình cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ rất là tốt cho những cái người cái gặp ở những cái người liệt bảy mà do thể hàn. Thì mình để ngay cái vị trí quyệt đó, những cái quyệt này nè đó, thì mấy em để cái miếng gừng nó lên thì mấy em hơ cầm cái điếu ngải. Bây giờ mấy em vào những cái ở các bệnh viện hoặc các cái quầy thuốc á đều có bán hết, thì lấy cái điếu giống như điếu xì gà vậy đốt rồi mình hơ
để cắt cái miếng gừng á, mình cứu á, mình cứu mổ cò hoặc là cứu cách cái miếng cái mồi nhảy cách cái vị trí huyệt là 2 cm và để cái tay bằng ngón út ha, để coi cái nóng chưa. Vì khi mà người ta bị liệt này nọ đó thì người ta nhiều khi cái cảm giác người ta có nó không có được rõ lắm, thì mình làm vậy mình thấy ấm thì mình dời ra thì không có sợ bị phỏng gì hết. Và nhớ em cứu những cái vùng mà kêu là thẩm mỹ ở vùng mặt thì mấy em phải rất là chú ý, đừng có để bị phỏng. Nhắc lại lần nữa, chưa có gặp một cái trường hợp nào mà người ta đến chăm cứu sớm mà không hết. Thì mấy em biết là cô làm nghề trong đây là mấy chục năm rồi nghe. Thì khi mà gặp cái trường hợp như vậy thì cô gặp rất rất là nhiều trường hợp mà liệt bẫy này, chưa có thấy trường hợp nào mà đến chăm cứu mà không khỏi hết. Rồi liệt dây thần kinh, bẫy thể phong nhiệt ha. Nhiệt thì y học cổ truyền nhiệt là nóng nha. Phong nhiệt là người ta cảm phải nhiệt á, phải nóng chứ không phải như hàng ở trên đây. Và nhiệt thì mình sẽ dùng cái phương pháp gì? Làm mát ha. Mình sẽ không có dùng cái phương pháp cứu. Triệu chứng liệt bẫy ngoại biên thể phong nhiệt thường phát sau khi bị viêm tai giữa cấp tính hoặc là mãn tính. Đấy. Zona thành nóng tai, méo mắt nhắm phong kính, uống nước trào ga, không hít sáo được, nhân chung là sang bên lành. Mắt nếp nhăn bên trán, gãnh mũi má bên liệt mờ, toàn thân sợ gió, sợ nóng, có thể sốt. Riêu lưỡi trắng dày, mạch phù sát. Người ta nóng mà thì người ta sẽ sợ nóng nghe. Hồi nãy người ta sợ hàng thì ta sợ lạnh. Có thể sốt, riêu lưỡi trắng dày, mạch phù sát. Nãy cô nói rồi, mạch phù là mình vừa để tay vừa da thì ngay dùng mạch thì nghe mạch liền thì gọi là mạch phù. Mạch bình thường là 70-80 lần trên 1 phút. Mạch chậm là dưới 60 gọi là mạch trì. Mạch sát là mạch nhanh ha, trên 90 lần là mạch sát. Cách điều trị khu phong thanh nhiệt thông kinh hoạt lạc thì lúc này mình không có cứu cho bệnh nhân này, mình chỉ chăm thôi ha. Và nhớ là mình chăm tả ha. Bệnh mới bị nè, ngủ mới ngủ thức dậy hoặc đi mưa đi gió về thấy nè bị nè thì mình chăm tả chứ không có chăm bổ ha. Nhớ là thanh nhiệt, khi mà bệnh nóng thì mình sẽ làm mát dùng cái phương pháp thanh nhiệt. Chăm tả các huyệt tỏn trúc xiên tình minh, ti trúc không, dương, bạch, xiên ngư yêu, thừa khắp, đồng tử liêu, nghinh hương, địa thương, nhân trung, hợp cốc, chăm thêm khúc trì, nội đình. Rồi, mỗi ngày chăm một lần từ 20 đến 30 phút, đợt điều trị 7 đến 10 ngày, chưa khỏi thì nghỉ 2 đến 3 ngày rồi chăm đợt tiếp, kế tiếp với tốt thì chăm. Thì thường là mấy em chăm đến ngày 14 là bệnh đã khỏi bệnh rồi. Rồi liệt dây bẫy thể huyết ứ, miệng mép phong kính, uống nước trào ra, không hít sáo được, nhân chung lọt sang bên lành, mắt nếp nhăn trên trán, gãnh mũi má bên liệt mờ, lưỡi có thể có điểm ứ huyết, mạch sát. Cách điều trị là hoạt huyết quá ứ, thông kinh lạc. Đó, thì ở cái này mình cho những cái bài thuốc hoạt huyết phá ứ này. Châm cứu là châm tả các cái huyệt tỏn trúc xiên tình minh, ti trúc không, dương bạch, xiên ngư yêu, thừa khắp, đồng tử liêu, nghinh hương, địa hương, nhân trung, hợp cốc, chăm thêm huyết hải, túc tam lý, cách du, dương lăng tiền. Thì mấy em thấy là các công thức là lặp đi lặp lại cũng giống, mà nếu muốn chăm được vậy thì mấy em phải thuộc được cái vị trí huyệt ha. Còn không học vị trí huyệt thì không biết nằm ở đâu mà chăm. Nhớ là cái con mắt là nhắm kính sớm nhất, nó trả lại sớm hơn là cái miệng. Trước khi mình so cho bệnh nhân thì mình kho cái bàn tay mình cho làm sao cho ấm ha, cho ấm xong rồi mình mới dây, mình mới so bệnh nhân. Và nhớ người thầy thuốc phải cắt các cái móng tay hết ha, móng tay không được để móng tay. Chứ mấy em để móng tay mà mấy em dây, mấy em bấm đâm vô cho thịt vô cơ bệnh nhân, sao bệnh nhân chịu nổi ha. Nên là phải cắt cái ngón tay cho bằng hết. Và không được gì, không được sơn móng tay. Mà ví dụ mình làm thầy thuốc, mình vô thấy bệnh nhân sơn móng tay, móng chân mình còn không chịu, đừng nói mình sơn móng tay thì ai nhìn ghê lắm. Thường mình gặp liệt bẫy ngoại biên ở trong đây, liệt bẫy ngoại biên do lạnh hay do hàn đó, là mình đi bị trúng mưa trúng gió gì đó, hoặc tối mình ngủ ở quên đóng cửa sổ, hoặc là mình mở máy lạnh máy quạt gì đó mình quên tắt, thì sáng lại thì mình phát hiện mình bị béo miệng, thì nguyên nhân đó là do lạnh hay do hàn. Thì mình sẽ dùng cái bài thuốc mình điều trị, cái pháp điều trị phong tán hàn thông kinh hoạt lạc, thì có cái bài thuốc là đại tần giao thang gia giảm, thì gồm có các vị là khương hoạt, ngu tất, độc hoạt, đương quy, tần giao, thuộc địa, bạch chỉ, bạch thược, xiên khung, đảng sâm,
Phục Linh, Bạch Trực, Hoàng Cầm, Cam Thảo. Thì những cái vị thuốc này là sắc uống một ngày một thang. Thì thường cái thì thuốc thuốc bắc thì thường mình đổ vào trong đây thường là 3 chén sắc còn 8 phân, sẽ bỏ vào một cái nồi sắc thuốc. Bây giờ ta có nồi điện đó, thì mình sẽ đổ nước vào, mình rửa sơ qua thuốc đi, rồi mình đổ nước sao mà cho ngập mặt dược liệu. Ngập mặt dược liệu mình rồi mình ngâm khoảng là nửa tiếng, để cho cái dược liệu, cái thành phần thuốc nó ngấm nó vào nước. Rồi lúc này mình nhớ là đổ nước không phải là ba chén hay là gì hết, mình cứ đổ ngập mặt dược liệu cho cô. Giống như mình nấu cơm thì mình đổ cơm do gạo xong rồi mình đổ nước nó cách mấy lóng tay rồi đó, thì lúc này mình cho ngập mặt dược liệu rồi mình ngâm khoảng 15 đến 30 phút cho cái dược liệu nó mềm ra. Nồi sắc thuốc bây giờ bằng điện đó nha, thì mấy em chỉ cần sắc rồi tới cái lúc vừa là nó tự động nó tắt à. Còn nếu mình nấu bằng cái bếp mình tự mình ấy thì mình chanh chừng nào mà nó còn khoảng 50ml thì mình uống được. Nói đi nói lại thì hay nhất là châm cứu, không có cần uống thuốc đâu. Trong cái liệt bảy ngoại biên mấy em không cần uống thuốc, chỉ cần châm cứu cho tôi là hết à. Liệt bảy ngoại biên do nhiễm trùng nè, nhiệt tà nè, thì cho sốt do nhiệt á thì mình sẽ dùng cái khu phong thanh nhiệt giải độc hoạt huyết. Bài thuốc là nghiệm phương thì gồm có cây kim ngân hoa, ké đầu ngựa, bồ công anh, xiên khung, thổ phục linh, đan sâm, ngu tất, trần bì. Cũng sắc uống ngày một thang luôn. Nhớ là sắc thuốc là cứ đổ thuốc, đổ nước vô ngập mặt dược liệu. Nước sạch đó, đổ ngập mặt dược liệu rồi sắc xuống còn khoảng là 50ml là mình uống. Ngày uống một thang thì uống sáng uống một lần, rồi cái chiều mình chế vô ngập mặt dược liệu mình nấu còn 50ml mình uống lần nữa. Nhớ là uống hai lần. Nếu mà có dùng thuốc sắc, bây giờ cô nói chung để khi mà mình sắc thuốc á, thuốc thang mình uống á, thì uống một ngày hai lần nha, chứ đừng có thấy những cái bà già đó nhìn thấy nước thuốc còn đậm quá cái đầu chế vô sắc uống ngày hai ba lần ha, rồi uống để sắc hoài là không phải nha. Sau thuốc thang thì chỉ uống cái ngày hai lần thôi, một lần sáng rồi lần chiều thôi. Cả nói chữ thuốc là độc chứ không phải thuốc nam, thuốc bắc rồi không độc đâu.